Thông báo về lưu thông vận chuyển hàng hóa trên địa bàn huyện Trần Đề. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 diễn ra trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng nói chung và huyện Trần Đề nói riêng, với mục đích tháo gỡ khó khăn trong lưu thông vận chuyển thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa thuận lợi trong thời gian diễn ra dịch bệnh COVID-19. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Trần Đề thông báo đến các công ty doanh nghiệp cửa hàng có nhu cầu vận chuyển hàng hóa thật cần thiết đến huyện Trần Đề cần phải đăng ký với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Trần Đề để được hướng dẫn cụ thể và cần phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp đến Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Trần Đề, số điện thoại 0918 939 610, ông Trịnh Văn Bé, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Phó Ban chỉ đạo huyện, hay số điện thoại 0899 442 299, Ông Huỳnh Trung Đoàn, giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Phó ban chỉ đạo vì sức khỏe cộng đồng, hãy chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19, rất mong sự hợp tác của quý công ty, doanh nghiệp cửa hàng